chào mọi người tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Video lần này thì mình tiếp tục bóc hộp, mình mua một sản phẩm trên Shopee mà mình tin chắc là sẽ rất nhiều mẹ thích mà muốn mua, đó chính là bộ thìa bát ăn dặm cho bé. Đó, mình đã hàng sản phẩm này trên Shopee mọi người ạ. Sản phẩm này là bát ăn dặm combo inox ăn dặm cho bé hình Doraemon dễ thương. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem shop này thì shop này ở Vĩnh Phúc mọi người ạ. Thế nào phí giao hàng rẻ như vậy, mình mua sản phẩm này được miễn phí giao hàng mọi người ạ, trên Shopee luôn. Bây giờ thì mình sẽ bóc sản phẩm này cho các mẹ cùng xem nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ bóc cho mọi người cùng xem nhá. Đây, vẫn cái kéo như mọi ngày, chúng ta vẫn cắt. Ôi, shop đóng gói kỹ quá mọi người ạ, mình chưa biết cắt từ đâu đây. Đấy, mọi người nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Đó, đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày nhá. Sản phẩm này mua cho Thảo My nhưng mà do shop nói là shop hết hình Dora, hình Hello Kitty, nhưng mà Thảo My nhà mình cũng rất thích Doraemon luôn nên là mình vẫn đồng ý với shop là lấy sản phẩm Doraemon. Nếu mọi người muốn màu gì mọi người hãy nhắn tin cho shop nhé để được shop gửi đúng màu đúng mẫu cho mọi người nhá. Đây, shop đóng hàng rất là cẩn thận luôn đấy. Bọc thêm cả cái miếng bìa cắt tông vào giữa để nó không bị hỏng mọi người. Đây này, mọi người nhìn này. Sau còn nhét cả bìa cắt tông vào để cho hàng hóa của chúng ta nó không có bị móp méo. Đẹp quá. Quá đẹp. Tèng tèng tèng. Doraemon rất dễ thương. Bên ngoài thì thấy đẹp rồi nhưng bên trong không biết có ra gì không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc hộp nhé. Xách em đi chơi đi bà ngoại, xách theo bát đũa được thằng My ăn. Wow, mọi người ơi, nhìn này thật là đẹp luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bóc từ sản phẩm một cái bát. Wow, một cái bát hình Doraemon, một cái bát in hình Doraemon rất là dễ thương luôn. Bát bằng sắt mọi người ạ. Thảo My thao hồ đập phá luôn hai cái bát luôn. Đẹp. Tiếp theo một cái bát nữa cực kỳ là dễ thương bằng inox luôn, sẽ có chống nhiệt và sẽ không sợ Thảo My bị bỏng. Một bộ thìa đũa hình Doraemon. Bây giờ mình sẽ cần phải bóc cái này ra mọi người vì nó dính chặt vào đây rồi. Nó dính chặt vào cái hộp rồi á. Nên là mình phải dùng kéo để mình cắt nó ra. Mình cần phải dùng cái kéo này mình à, mọi người đấy. Sau khi mọi người đặt cái sản phẩm này thì mọi người sẽ được một hộp đẹp xịn xò như này, mua làm quà tặng cho những em bé nhỏ này. Các bé sẽ rất là vui làm tặng quà sinh nhật nè cho các bé trai, sẽ rất là thích luôn đấy. Đây này mọi người, cái hộp thật là xịn xò luôn. Đó, mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp luôn mọi người ạ, có cả màu hồng nha. Đó, nhưng vì là shop hết màu nên mình đã lấy màu xanh. Đó, đây bây giờ thì mình sẽ đưa cho mọi người xem. Đó, một cái bát giống mình nha, bấm vào đường link ở bên dưới video để đặt hàng nha. Đó,
rất là dễ thương luôn. Và mình nghĩ là mọi người nên mua sản phẩm này. Đấy, mình review cho mọi người toàn sản phẩm xịn sò và đẹp thôi, giá hợp lý luôn. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ vào shop để đánh giá cho shop này mọi người nhá. Vì shop gửi hàng đúng hình, bọc hàng rất là cẩn thận luôn, nên rất đáng 5 sao đúng không mọi người? Rất đáng được 5 sao. Bây giờ mình sẽ vào để bình luận cho shop mọi người nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người vào bình luận cho shop nhá. Và mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách mua hàng luôn. Vì shop này có tận hai màu, màu Doraemon và màu hồng nữa. Shop bọc hàng cực kỳ cẩn thận luôn, nên rất xứng đáng là 5 sao mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ cùng nhau các bạn. Bây giờ chúng ta đã vào, sau khi đánh giá xong rồi thì mình sẽ vô cái sản phẩm này mọi người nhá. Đó. Chúng ta sẽ đi đến sản phẩm đây. Đây là màu hồng Hello Kitty nhá mọi người ạ. Shop có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đó, màu hồng rất là dễ thương luôn. Màu hồng này. Màu hồng này đó. Mình vừa nãy mình review cho mọi người bộ màu xanh. Màu xanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là sản phẩm này chỉ có 79.000 thôi mọi người ạ. Sản phẩm này chỉ có 79.000 thôi. Rất là ok luôn, phí trong hàng 3.000 thôi mọi người ạ. Mình nghĩ mọi người nên mua nha. Đó, để đặt hàng sản phẩm giống như mình thì có 78.000 có một bộ. Như thế này thì mọi người hãy xem mục bình luận để tích vào đường link để mua hàng nhá. Hoặc là bản mục mô tả video các bạn sẽ thấy. Giờ xin chào mọi người nha.